Air vehicle collision. Ambulance helicopter. Ambulance helicopter. Trực thăng cứu thương là một phần không thể thiếu của hệ thống y tế khẩn cấp, nhanh chóng di chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong tình trạng khẩn cấp. Army helicopter. Trực thăng quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự như vận chuyển quân sự, hỗ trợ chiến đấu và trinh sát. Biplane. Biplane, máy bay hai cánh được biết đến với thiết kế cổ điển và sự ổn định trong không gian. Blimp. Blimp, khí cầu dẫn hơi mang lại một phương tiện không gian lớn, thường được sử dụng cho mục đích quảng cáo, giám sát hoặc nghiên cứu thực địa. Cargo helicopter. Cargo helicopter, trực thăng chở hàng cung cấp một giải pháp linh hoạt và nhanh chóng cho việc vận chuyển hàng hóa trong những khu vực mà các phương tiện khác không thể tiếp cận. Cargo jet. Cargo jet, máy bay chở hàng là trụ cột của hệ thống vận chuyển hàng hóa toàn cầu, cung cấp sự nhanh chóng và hiệu quả cho việc di chuyển hàng hóa trên các tuyến bay dài. Firefighter helicopter. Firefighter helicopter, trực thăng chữa cháy được trang bị để chiến đấu cháy từ không gian, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa đất liền. Gyroplane. Gyroplane, máy bay trục quay kết hợp sự linh hoạt của trực thăng với sự ổn định của máy bay, thích hợp cho các hoạt động giám sát hoặc giải trí. Jet fighter plane. Jet fighter plane, máy bay tiêm kích là biểu tượng của sức mạnh quân sự, được thiết kế để chiến đấu và kiểm soát không gian chiến trường. Police helicopter. Police helicopter, trực thăng cảnh sát thường được sử dụng để giám sát giao thông, tìm kiếm và cứu hộ và thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm. Private jet. 163 kilometers per hour. Private jet, it can accommodate up to 9 passengers with an executive and 40 nautical miles, or over 6,180 kilometers. The cabin is 6 feet tall and features elegant finishes, touted as one of the world's most favorite Falcon jets. The redesigned wings, enhanced Pratt & Whitney Canada. Rescue helicopter. Rescue helicopter, trực thăng cứu hộ thường tham gia vào các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trên đất liền hoặc trên biển, cung cấp sự cứu giúp cho những người mắc kẹt hoặc mất tích. Tiltrado. We went after a clean sheet design based on lessons learned from the V-22, and we want to make an aircraft for the air assault mission. Agility at low speed, efficiency range and reach at very high speeds. Ryan Anger, Bell Vice President and Program Director for Future Long Range Assault Aircraft. Triplane. Triplane, máy bay ba cánh mang lại sự ổn định và hiệu suất trong khi bay, thường được sử dụng trong các cuộc đua máy bay cổ điển hoặc thủy vi. C-130.
Seaplane. Seaplane, máy bay biển là một phương tiện đa dụng, có thể hạ cánh trên mặt nước hoặc trên đất liền, cung cấp khả năng truy cập vào các khu vực khó tiếp cận bằng phương tiện khác. Coast Guard Helicopter. Coast Guard Helicopter, trực thăng cảnh sát biển đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát biển đảo, tìm kiếm và cứu hộ, và thực hiện các nhiệm vụ phòng vệ bờ biển. Bullet Train. Tàu siêu cao tốc. Một loại đường tàu sắt dài đáng chú ý và đang phát triển là đường sắt tốc độ cao, thường chạy ở tốc độ trên 200 km/h và thường hoạt động trên đường đua chuyên dùng, đã được khảo sát và chuẩn bị để đáp ứng được tốc độ cao. Steam locomotive. Tàu hơi nước. Một loại đầu máy xe lửa hơi nước là một loại đầu máy xe lửa tạo ra sức kéo thông qua một động cơ hơi nước. Những đầu máy xe lửa dạng này, những đầu máy xe lửa dạng này sẽ tạo năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, than cốc, gỗ và dầu để tạo ra hơi nước trong nồi hơi. Maglev train. Tàu đệm từ. Tàu đệm từ là một hệ thống vận chuyển bằng tàu hỏa sử dụng hai bộ 500 điện mỗi bộ để đẩy đoàn tàu lên khỏi đường ray và một bộ phận khác để di chuyển tàu điện trên cao phía trước. Tận dụng lợi thế của việc thiếu ma sát, những đoàn tàu như vậy tăng khoảng 10 cm ra khỏi đường ray. Tramway. Tàu điện. Tàu điện là một loại phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên các đường ray ở thành phố, di chuyển song song với các phương tiện giao thông đường bộ. Automated people mover. Tàu tự hành là một loại phương tiện ứng dụng hệ thống tự hành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về các phương tiện tự vận hành nói chung và tàu tự hành nói riêng. Commuter train. Tàu vé tháng. Đường sắt đi lại hay đường sắt ngoại ô là dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt chủ yếu hoạt động trong khu vực đô thị, kết nối những người đi làm đến một thành phố trung tâm từ các vùng ngoại ô hoặc thị trấn đi lại liền kề. Subway train. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông nhanh hoặc phương tiện giao thông công cộng khối lượng lớn, còn được gọi là đường sắt hạng nặng. Hoặc tàu điện ngầm là một loại phương tiện giao thông công cộng công suất lớn thường thấy ở các khu đô thị lớn. Intercity train. Tàu liên tỉnh là dịch vụ đường sắt liên thành phố, là dịch vụ tàu chở khách tốc hành chạy các dịch vụ kết nối các thành phố trên tuyến khoảng cách xa hơn so với tàu đi lại hoặc tàu khu vực. Không có định nghĩa chính xác về đường sắt liên thành phố, ý nghĩa của nó có thể khác nhau giữa các quốc gia.
passenger train. Tàu chở khách. Tàu chở khách là tàu dùng để chở khách dọc theo tuyến đường sắt. Những đoàn tàu này có thể bao gồm các toa tàu chở khách không có động cơ, được kéo bởi một hoặc nhiều đầu máy, hoặc có thể tự hành. Tàu chở khách tự hành được gọi là nhiều đơn vị hoặc ba xe lửa. Light rail. Tàu hạng nhẹ. Vận tải đường sắt hạng nhẹ là một hình thức vận chuyển đường sắt đô thị chở khách, được đặc trưng bởi sự kết hợp của tàu điện và các tính năng vận chuyển nhanh. Mặc dù đầu máy của nó giống với xe điện truyền thống hơn, nhưng nó hoạt động với công suất của tốc độ cao hơn và thường đi trên đường đặc quyền. Double decker train. Tàu hai tầng. Tàu hai tầng là chiếc tàu hai tầng là tàu hỏa được thiết kế hai tầng để chở được nhiều hành khách hơn. Regional rail. Tàu địa phương. Đây là dịch vụ đường sắt chở khách hoạt động giữa các thị trấn và thành phố. Các chuyến tàu này hoạt động với nhiều điểm dừng hơn trên quãng đường ngắn hơn so với đường sắt liên thành phố, nhưng ít điểm dừng hơn và dịch vụ nhanh hơn đường sắt đi lại. Các dịch vụ đường sắt khu vực hoạt động vượt ra ngoài giới hạn của các khu vực đô thị và kết nối với các thành phố và thị trấn nhỏ hơn có quy mô tương tự, hoặc các thành phố và thị trấn xung quanh bên ngoài vành đai, ngoài vành đai ngoại ô. Freight train. Tàu chở hàng hoặc toa chở hàng được vận chuyển bởi một hoặc nhiều đầu máy trên đường sắt, vận chuyển hàng hóa toàn bộ hoặc một số chặng đường giữa người gửi hàng và điểm đến dự định như một phần của chuỗi hậu cần. Các đoàn tàu có thể chuyên chở nguyên vật liệu rời, container, đa phương thức, hàng hóa thông thường hoặc hàng hóa chuyên dụng trong các toa được thiết kế chuyên dụng. Thực tiễn và kinh tế vận chuyển hàng hóa đường sắt khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Monorail. Tàu một ray là hệ thống vận tải trên một đường ray đơn. Với hệ thống vận tải này thường được xem giống như hệ thống đường sắt, tuy nhiên điểm khác biệt là hệ thống light rail có hai đường ray cùng đỡ cũng như có khả năng dẫn hướng cho toa tàu.